Nè, sẽ gắn một cái cục đồ lay như thế này nha anh em. Đây như thế này. Hai cái chân này thì chân chính giữa là mình gắn vô cái cọc lửa bình. Còn cái chân này thì mình cho vô hai cái kèn. Gắn kèn cho Vision Thái Lan. Mà kèn gì? Denso hả? Bên kèn Denso cho Vision nha anh em. Hôm nay hậu đợi lên. Hả? Có tiền là có à? Kèn là bao la, có tiền là có à? Nói chứ hết rồi còn đâu nữa. Hả? Nào cũng được, lấy gì nào cũng được. Đây, kèn nè. Kèn riêng này. Ủa này bắt kèn riêng nãy đến đây hả hậu? Hôm nay là kèn chế một cây gắn đây. Bi sành. Anh em bi sành gắn cây đây nha. Cháu nắng quá hơi mờ. Đèn cây. Với đèn cây nữa nè. Cái hốc này một cây nữa nè. À. Đèn cây nè, zin nè. Chỗ bắt càng zin nó tháo càng zin ra bỏ. Đó cái này vô. Lưu ý xe vi sành nha anh em. Xe này lên cam chỉ nè. Xíu chỉ cho anh em đấu điện kèn nha. Này là khi mà lên hai cái kèn Denso phải gắn thêm cục delay nữa nha anh em, chứ không thôi là bóp ba cái nút bấm kèn liền. Ghim sau nào nút bấm kèn liền chịu không nổi đứt bứt. Đây giám đốc em. Giám đốc kia, phó giám đốc. Ra làm phải không? Đây vàng cả đống. Là đam mê tiền bạc nhiên. Người đam mê với tiền bạc gì hả? Mình cứ làm đi, tiền lấy cho. Đây cái trái của người ta mà sơn vậy luôn là bích luôn cái bóng đèn kìa. Lấy cái này ra lao. Rác lao sơn si cái này cho người ta nha. Nó cũng màu đen mà. Đấy à. Phục này phục gì à ta? Ui, con đốc, phục gì? Con lì. Con lì à? Ghê à, phục bự dữ à. Này chạy tinh dữ lắm quá. Có nút chỉnh này, có nút chỉnh luôn à? Không chứ ạ. Cây này giờ khoảng tầm nhiêu? 6. Cái gì chứ, nhiều chứ? 6 triệu 6 hả? Dữ ạ. Ừ, 6 triệu 6, phục 6 triệu 6 chứ ạ. Cái này chắc mạ vàng đây, sao mà 1 triệu 6 không? Rồi, 1 triệu 6, 6 triệu 6. Boe chạy hết nè, nay có loại boe. Có cái kính á, mua cái gì gắn vô. Thấy ở trong luôn. OVR luôn. Tem này tem dán không? Tem tem không? Đẹp chứ? Nổi. Kẻ này mới sơn lại nè. Này xe này giờ lên cái ổ khóa xịt mắt cây nữa. Khóa gì? Xịt mắt cây. Khóa xài đồ mót á. Thôi. Lên cho ngầu. Xe đi được 15 ngàn rồi. Xe này gắn kèn xuống nè, có cái bình nằm ở trước xuống. Cái kèn này mua ở Sài Gòn. Sài Gòn chạy này là của Nhật nhập về. Kèn bên đôi về. Mua khoảng 50 ngàn cặp. Anh em nào muốn liên hệ hậu đệ gắn cho nha.
có luôn hả? Bô OVR luôn hả? Bô OVR nãy giờ vòng vòng xe giờ không thấy. Bô thì đẹp nhưng cái bát xấu quá. Bát CC hả? Mua gì chưa? Đĩa. Đĩa hả? Đĩa nào? Còn còn hả hay là đĩa kiểu? À là đĩa kiểu không? Bán đĩa kiểu. Cái này tính ra gắn cái bánh bánh chỉ này phải mài cái lốc, mà mài cái lốc thì gỡ cái miếng trắng bùn ra. Cái này sình đất như nó văng như đây tính ra nó đẹp nhưng mà nó cũng bất tiện quá ha. Dính sình đất nó bay vô đó. Hệ thống ra búng ra phun xăng điện tử với điện nữa nằm trong đó, gắt dây điện rồi tính ra cái này gỡ ra nó văng dơ vô quá. Cái này chắc phải thiết kế thì sao chứ văng quá trời văng vô mà. Đây OGBG hả? Mày quay ra này, cái xe của bạn nó lên chứ mình cũng không làm gì xe lắm, xe Honda mình thua nhưng mà thấy cũng đẹp. Sao không có bô nữa? Thiếu cái bô à, này thiếu cái bô nè, này có tiền mua cái bô mà chưa có tiền mua cái bô. Mới mua được bô rồi chưa tìm mua cái bô. Quay quá nào, nếu quay quá không thấy đâu. Ra món không thấy, xe đẹp quay có nhiều người chim chim ngựa. Không? Nó không thấy nhân thiết gì, xe không thấy gì. Không thấy cái xe tôi không? Ủa này là bóng đèn led luôn hả? Ừ. Mở thử coi xe không? Ủa, cái hả? Có xì bắt cây không? Ủa, có bít xin không? Cái này không có chưa ngắm xin đâu. Mở ra nghe tiếng bô luôn. Ủa, bô luôn hả? Test bô thử coi, kêu tiếng bô thử coi. Đang gắn vô đây. Mình khúc quá không mấy. Nè sẽ gắn một cái cục đà lê như thế này nha anh em. Đây như thế này. À, hai cái chân này thì chân chính giữa là mình gắn vô cái cọc lửa bình. Còn cái chân này thì mình cho vô hai cái kèn nha. Hai cái kèn, còn cái hai chân nhỏ còn lại, cái chân chính giữa là nhỏ chính giữa là bỏ, hai chân còn lại là vô cái hai cái gắt viên kèn viên của nó đó, cắm vô mỗi bên một viên, cái nào cũng được, cái nào cắm vô cũng được, nói vậy là mình bóp nó kêu rồi. Qua kiểu này hậu đệ thất nghiệp chết luôn á, tao nhà tao gắn. Qua test xe hậu đệ thử rồi kèn hậu đệ sao nhấp hơn thôi vậy đó. Nè, kèn hậu đệ quay kèn của hậu đệ luôn, quay kèn xe hậu đệ nè, quay kèn nước nghe hay đấy. Xô cái xe kia coi cái xe kia nó kêu sao nó không biết được. Đọc nói của hành luôn. Bảo hành thì 1.2 triệu.
là món hành 2 triệu. Bán ăn mì đây nó bụng nữa. Dít nhỏ giùm mày tí. Còn nó chi. Nó quay cái này gọi lên xuống nước nó chê không? Đó đâu nằm gì đâu. Đó đó. Đó. À. Đó, dưới nó kẹp, kẹp vô sao? Đâu chạy tới đó đâu. Ủa, bà nó ngoài. Sâu quá rồi, không tới rồi ơi. Kêu mày lấy dít là dít ốc này lên rồi mày. Phải đâu? Kiên, hợp quá. Thử coi hay không? Cái này kẹn gì? Này, cam ri phải không? Tu ta. Tu ta hả? Tu ri. Ủa lấy cặp đèn kìa, đèn cam ri vậy? Gì? Cam ri cũng đổ tu ta chứ lại gì? Đây, thẩm mỹ này không có rồi. Quẹ luôn người ta, nhận cục nhét chung luôn. Làm sao chứ? Giấu thẩm mỹ chúng ta đi. Mỹ, con Mỹ người ta. Đúng không? Dạ, phải có cái thằng Mỹ rồi cũng có. Điện không cho được kéo luôn. Để giữ ai sẽ kéo. Đây bây giờ xuống lạnh. Tháo ra chỉnh đèn lại. Giờ nó không có gì. Điện thoại ô tô bắt sửa Honda còn sống nó chưa hậu nè. Cái đèn, hậu biết không biết chạy luôn nè. Gắn thôi là thiếu cái làm mới chỉnh, còn thợ chỉnh rửa là riêng, còn thợ gắn là riêng. Nó bị bệnh mà nói giờ này phải anh lúc lên tới tới camera lên đó đi xuống đường lớn thì không sao, đi đường nhỏ nhỏ gắn ngoài là dí để mà đi là bên đây là cái nhà má không đi đi đây là nhà má mày cho tay đây là pha hai mặt luôn hết luôn trời rồi. Hey ngon mấy xì con chặt vô đây luôn. Dạ tay luôn. Rồi, đi. Dạ dạ tay. Xíu nữa mình lên xe kèn Winner X luôn nha anh em. Anh em là hết đăng ký like ủng hộ kênh nha. Chào anh em mấy coi. Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Bye bye.